Anh ơi, đợt đại dịch thằng em nó phải ở nhà học online ấy. Anh có cái máy tính bảng nào giá chỉ 1-2 triệu mà cài được Zoom với cả Team Microsoft không? Có đấy, hơn 2 triệu một tí nhá, hơn 2 triệu tí đấy, hẳn hàng chính hãng đi. Máy mới đây này. Đấy, có mát theo chính hãng Việt Nam ấy. Giá chỉ tầm hơn 2 triệu một tí thôi, vào anh cho xem. Nha. Ok nhá, đây các bạn này. Thì bên mình đang bán rất chạy sản phẩm này cho các cháu nhỏ học online này. Bởi vì nó đáp ứng hoàn toàn đầy đủ các phần mềm học online thoải mái luôn mà giá rất là rẻ nhá. Cụ thể ấy, thì mình có hai cái sản phẩm này giá xem nhau, đó là Martell Tab 10 4G và Martell Tab 10 Pro. Đó, giá sản phẩm Pro này thì rẻ hơn sản phẩm 4G. Có nghĩa là con này là mình đang bán hiện tại bây giờ mình đang bán ấy là 2 triệu 350 và 4G là mình đang bán 2 triệu 750, hơn nhau có 400 nghìn thôi. Thì cái lựa chọn thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh ở đây. Thì cái sản phẩm 4G này nó có dung lượng pin cao hơn và bộ nhớ trong là 32GB. Còn sản phẩm này thì bộ nhớ trong chỉ là 16GB thôi, còn dung lượng pin là 5.000. Nó chỉ hơn nhau như vậy thôi. Còn ở trên này chúng ta nhìn nhá, có sản phẩm này nó có nôm này, sản phẩm này không. Đó, sơ sơ là như vậy thì mình sẽ bóc hồ cái sản phẩm rẻ hơn này, sản phẩm 2 triệu 350 này cho các bạn xem nhé. Thì ở trên hộp này thì nó cũng giống nhau thôi, mình sẽ bỏ cái hộp qua này qua một bên. Đó, mình sẽ nói chi tiết hơn vào cái sản phẩm Tab 10 Pro này. Thì ở trên hộp này ấy, ở trên màn hình trước này chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh của sản phẩm nó như thế này. Đó, cũng khá là đẹp và màn hình là 10 inch thì học online rất là dễ và rất là to đúng không? Đó, thì ở trên này có hộp cũng như cái sản phẩm là mỏng và nhẹ thì chúng ta được biết là sản phẩm này rất mỏng và nhẹ đúng không? Đó, thì thương hiệu Martell là thương hiệu của Việt Nam nhé, thương hiệu này là thương hiệu của Việt Nam chứ không phải thương hiệu Trung Quốc đâu. Đó, thì lần đằng sau chúng ta sẽ biết thông tin chi tiết về cấu hình hơn. Đó, mỏng và nhẹ ở rất là góc này, mỏng và nhẹ này, mỏng và nhẹ này. Đó, chúng ta đều biết là trên này thì có serial number, email các thứ. Đó, nó có email là chúng ta có thể dùng được 4G đấy chứ không phải là sản phẩm Pro này mà chúng ta không dùng được 4G đâu, vẫn dùng được Classic và dùng 4G bình thường. Đó, thì ở trên này chúng ta sẽ thấy là có về cấu hình này. Cái mặt đằng trước và mặt đằng sau chúng ta nhìn thấy khá là giống một máy tính bảng của Apple là máy iPad đúng không? Đó. Đó, thì trên này là chúng ta sẽ nhìn thấy là màn hình của sản phẩm này là 10,1 inch nhé, độ phân giải là HD 800x1280, nó tương tự nó như một chiếc laptop thông thường ấy. Đó, ở dưới này thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cấu hình là chip loại tứ 1.3 GHz, cũng chưa rõ là chip gì, chắc là của MediaTek. Một bộ nhớ trong là 16GB ROM ấy và RAM 2GB. Cái này thì không phải là cao so với một số smartphone bây giờ, nhưng mà chúng ta đáp ứng thoải mái cho học online đúng không? Cài Zoom và cài Team Microsoft là thoải mái luôn rồi. Đó, pin là 5.000, thời gian chờ lên 250 giờ. Học online một tiết học thì chắc là một buổi học chắc là khoảng 1 tiếng đến 2 tiếng là chúng ta thoải mái để học rồi. Đó, rồi sau đó chúng ta sạc. Camera sau ở đó là 5 megapixel, camera trước là 2 megapixel, cái này chỉ đáp ứng cho chúng ta học online thôi và chụp ảnh thì thực sự là chắc là không đẹp lắm đâu. Đó, Android là Android 9. Đó thì chúng ta cũng được biết là cái phần mềm Zoom này và phần mềm Team Microsoft là hai cái phần mềm hiện tại ở Việt Nam đang học online rất là nhiều ấy, thì phần mềm nên đòi hỏi là phải Android 5 trở lên. Nhưng mà Android 9 là chúng ta dùng thoải mái rồi đúng không? Yên tâm là như vậy rồi. Đó, thì cụ thể hơn về sản phẩm như trên này nó có in tên nhá. Đó, trên này in tên này và bên trong ấy. Đó, nó sẽ có này, một máy kèm pin. Ok, một máy kèm pin. Một củ sạc, một cáp sạc USB, một thẻ bảo hành, một cáp OTG, có cả bao dao luôn. Đó, kèm bao dao luôn rồi chúng ta không phải mua đúng không? Một sách hướng dẫn và một bộ hộp. Đó, đầy đủ. Và cái băng tần GPS của nó là 900/1800 này, băng tần 4G là 920/1800. Băng tần này ở Việt Nam thoải mái đáp ứng luôn và sóng rất là khỏe nhá. Tất cả các nhà mạng này sử dụng được này. Đó, bởi vì là cái sản phẩm này là của Việt Nam, của thương hiệu Việt Nam. Đó. Trong lượng là khoảng 5 lạng. Đây kích thước này. Đó. Bên trong thì chi tiết hơn thì đây là nhà sản xuất, là cái sản phẩm là sản xuất tại Trung Quốc. Cụ thể là sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu bởi công ty Mascom. Có nghĩa là Mascom đặt hàng Trung Quốc sản xuất chứ không phải sản xuất tại Việt Nam, nhưng mà thương hiệu của Việt Nam này, thương hiệu được đăng ký bảo hộ bản quyền tại Việt Nam này. Đó, chúng ta nhìn ra năm sản xuất là 2020. Cái này sản xuất ra với mục đích là cho con em chúng ta học online. Đó, thế nên khỏi có suy nghĩ. Bây giờ mình sẽ mở hộp nhá. Sản phẩm của bên mình là nguyên siêu như này. Đó là sản phẩm này, anh em có thể đặt hàng online. Anh em đặt hàng online trên website là mở.vn ấy. Hoặc là em liên hệ trực tiếp cho mình số điện thoại là 02 5652 6789. Còn nếu anh em mua trực tiếp thì qua 170 Lạch Tray Hải Phòng nhá. Nguyên siêu này thì mình sẽ bóc hộp nhá. Đây, mình sẽ đặt siêu này. Đó. Đó. Giá có hơn 2 triệu thôi mà bảo hành chính hãng, sản phẩm này bảo hành chính hãng là 12 tháng. Thế nên là còn gì phải suy nghĩ đâu, chúng ta có thể cứ thế là mua về dùng thôi. Đây, cái siêu đi lông này chỉ để bảo vệ thôi, còn cái siêu quan trọng nhất của nhà sản xuất này, đó là cái siêu này. Đó. Để chúng ta phải đặt hai cái siêu này ra. Đấy nhá. Chúng ta phải đặt hai cái siêu này. Này. Đó. Đây. Đó, đây là sản phẩm nhé, khá là giống một chiếc iPad đúng không? Mình sẽ bỏ qua một bên xem phụ kiện trước này.
Đây, bên trong sẽ có một cái bao da. Một cái bao da rất là đẹp nhé. Đó, rất là đầy đủ luôn rồi. Chúng ta khỏi suy nghĩ là chúng ta mua gì. Một chiếc bao da có in logo của Mastel này. À, mở cái gì này? À, bao da này có dính từ này. À, có từ này. Đó. Chúng ta sẽ bao sản phẩm ở đây. À, bao da rất là đẹp nhé. Một chiếc bao da. Hai mặt da này, mặt da này. Đó, cũng thể gập được để chúng ta để như này này. Để gập được nhé. Đó. Một chiếc bao da rất đẹp. Đó. Đó, chúng ta thì mình sẽ lắp vào trong bao da xem như này. Đây, bên trong sẽ có một cái thông tin về Google được chứng nhận bởi Google. Đó là chúng ta hoàn toàn học dùng được Google và cập nhật thường xuyên này. Đó, số điện thoại hotline tại chính hãng Việt Nam nhé, 1905454470 của Mattel, có cả Facebook ở đây. Đó, đây là một sản phẩm chính hãng, có thẻ bảo hành của chính hãng này. Đó, nhắn tin đến email để kích hoạt bảo hành này. Đây, sách hướng dẫn sử dụng của Mattel đây, bằng tiếng Việt hoàn toàn, rất là dễ nhá, bởi vì đây là sản phẩm chính hãng chứ không phải là sản phẩm sách tay, không phải sản phẩm trôi nổi ở ngoài thị trường, mà là chính hãng. Đó, đây chắc chắn là phụ kiện rồi. Bên trong này sẽ có một sợi cáp OTG nhá, một sợi cáp OTG này. Cái này để chúng ta cắm USB ấy. Cắm vào máy và cắm USB OTG thì cổng của nó là cổng micro, vẫn là cổng micro USB thôi chứ không phải cổng Type-C nhé. Đó. Đây này. Tiếp nữa sau đó là một cả sợi cáp USB. Và đây là sợi cáp micro USB. USB A chứ không phải Type-C nhé. Đó. Của Mastel luôn. Đó. Rất là dài. Và một cửa sạc. Đây. Đó. Một củ sạc Mastel có đầu ra 5V hay à, chứ không phải là sạc nhanh nhá, chỉ là sạc thường thôi. Đó, đây là ghi rõ là model dành cho Tab 10 Pro này. Củ sạc là 5V 2A này. Đó. Đây, ở đây là sản phẩm nhá. Bây giờ mới đến sản phẩm, đúng không? Đó. Ô, vỏ bằng kim loại nó hoàng luôn. À, hình như đây là nhựa, nhựa được sơn giống kim loại. Khá giống iPad ấy. Nhưng rất là chắc chắn, đúng không? À, tôi bóc cái này ra xem này. Xem có dám hình không nào. À, đây chỉ là cái sim mặt thôi. Đây chỉ là cái sim mặt thôi. Không có dám hình. À, có dám hình, bên dưới là dám hình nhé. Có dám hình. À, có dám hình luôn, có dám hình nha. Đó. Rất là giống iPad, một phím home này này. Phím home này dạng cả ứng, không phải nó bấm. Nó sẽ liền với kính nhé. Đó. Tương đối là được, nói chung là chất lượng hoàn thiện thì ở mức độ trung bình thôi. Bởi vì dù sao nó cũng là sản phẩm rẻ tiền, nó có tầm hơn 2 triệu đúng không? Nhá, chi tiết sơ qua ấy, thì phía mặt bên này này, nó có thiết kế khá là buồn cười, khá là nhưng mà cũng thú vị đó phết. Bởi vì phía mặt bên này nó có một cái cổng 3.5 nhá, kèm bên dưới nó có nút to nhỏ này và phím nguồn ở đây. Đây là chắc là mic này. Đó, đây chắc là mic nhá. Đây, phía trên này thì chúng ta, à, cái cổng sạc cũng như là cổng kết nối OTG micro USB thì nằm phía trên. Phía trên đấy, bên trên máy ấy. Đây, phía dưới này không có gì cả. Đây, không có gì. Rất là trơn ở đây. Đó, chỉ có cụm này, cụm này, cụm này thôi. Ba cái cụm tập trung ở đây. Đó. Phía dưới này thì ở mặt sau nhá, là chúng ta sẽ có hai phía bên là hai phía loa này. Hai phía loa này. Đó, thông tin của Mastel được design bởi Mastcom này. Sản xuất ở Trung Quốc, số email ở đây. Phía trên này là có camera 5 megapixel này, kèm đèn flash luôn. Nói chung cũng mang tính khá là đầy đủ này. Nhưng mà chắc là chỉ 5 megapixel thì bây giờ nó không phải đẹp so với những smartphone khác, đúng không? Đó. Bây giờ mình sẽ mở máy nhá. Mở máy lên xem như này nào, chất lượng màn hình ok không? Rồi, Mattel. Chất lượng màn hình ấy thì đúng là HD thôi. Mà lại to như này ấy thì nhìn sơ qua về những cái đường in này thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, chỉ như một chiếc màn hình của laptop bình thường thôi. Chứ không thể đẹp như smartphone bây giờ được. Đó. Ok, khởi động logo của Mattel. Slogan là luôn trong tầm tay. À, chính hãng Việt Nam mà. Ở thế này là anh em mua sản phẩm này cũng khá là yên tâm bởi vì là chính hãng Việt Nam. Nó không sợ về cái hàng trôi nổi của Trung Quốc, chúng ta sẽ không tìm đến nơi bị bảo hành đúng không? Đây là chúng ta hoàn toàn được bảo hành tại Việt Nam luôn. Đó, phía trên này thì chúng ta có thể nhìn thấy camera ở đây và dưới này là cái mic này. Đó. Ồ. Mình vừa chợt nhận ra. Đó, mình vừa chợt nhận ra này. Mình bán rất là nhiều, mình sẽ đã không để ý cái việc này. Khi ở trên hộp nhá, là nó cứ ghi có băng tần như thế này này.
Đó là mình nghĩ sản phẩm này lắp được sim, nhưng mà khi mở ra thì mình chưa tìm được chỗ nào lắp sim ở đâu. À đây có vết cạy, không biết là cạy cái gì đây. Đây là chỗ để chúng ta có thể cạy từ tưởng nhưng cạy nhưng không phải. Đó, chưa tìm được chỗ lắp sim ở đâu. Thôi rồi, mình cứ vào trong đã, để tí mình tìm xong. Đây quan trọng nhất là bây giờ chúng ta có thể học online được đúng không? Đây cái đó wifi này bỏ qua nha, tiếp tục này, nói chung là khá là mượt. Tiếp theo này, thì bây giờ trong lúc khởi động mình sẽ lắp thử bao da như thế nào nhé. Đó. Đây, cái bao da này thì nó sẽ có cái khay ở dưới này, chúng ta đút vào nhé. Đây là cái này là chúng ta là để đứng rồi này. Đây. Đó, đây là giao diện hành chính nha. Thì ở trên này đã có sẵn này. À, chúng ta nhìn thấy này. À, kick up. Cái phần mềm kick up này là cái phần mềm để cho các cháu học tại nhà này. À, chúng ta phải mua bản quyền một cái máy ảnh YouTube đầy đủ này và này vào Chrome thì có cửa hàng Play để chúng ta có thể download được Zoom nhé. Đó, cửa hàng Play để chúng ta đăng nhập vào download Zoom có thứ vào được này. Ok, thì bây giờ mình sẽ download Zoom và kiểm tra thử xem nó nào nhé. Ok nhá. Sau khi kết nối wifi thì em đã tải đầy đủ rồi này. Đó, thì cái phần mềm học online mà các cháu hay dùng ấy thì ở bây giờ nó có Zoom nhé. Đó, này. Đó, thì vào bình thường hoàn toàn là đầy đủ ngôn ngữ tiếng Việt cái thứ ấy. Đó. Và cái phần mềm này thì con em hay học cái team này. Đó. Hay là cái em trai của cái bạn mà hỏi em về con này ấy, thì hay học cái team này thì em đang đăng nhập thử này. Đó rất là dễ thôi. Đúng không? Đó, đầy đủ học online, xoay ngang rồi nhá. Xoay ngang cho các cháu học nhá. Đây, thì nó nằm như này. Đây. Đó. Chỉnh nó xoay ra nhá. Chỉnh nó xoay ra này. Đây. Đó, như một máy tính thông thường thôi. Đúng không? À quên mất cái này là cái xem CU tí thì chúng ta xem sau. Đây. Đó. Ồ, cái này nó lại xoay ra rồi. Cái này chỉ học thẳng thôi. Đó. Đó, thì ở bên này nhá, ví dụ các bậc phụ huynh chúng ta ấy, thì cho các cháu học ở đây. Đây này. Đấy, một lớp chung đây. Đây. Hoạt động trước thì em đã từng học ở đây. Đó, rất đơn giản như này thôi, thì chung là chúng ta có thể cho các cháu học online bình thường được. Đó. Thì còn bây giờ ấy, thì cùng xem về cấu hình sơ qua sản phẩm này nhé. Đây này. À, thì em có cài phần mềm siêu này. Thì cái sản phẩm này đúng như em dự đoán là sử dụng chip MediaTek, là một chip của Trung Quốc. Nó có mức giá khá là tốt để cho những sản phẩm chúng ta được tiếp cận những sản phẩm smart như là máy tính bảng hay là smartphone rẻ tiền, đúng không? Đây là chip MediaTek MT6580, tốc độ là 1,3 GHz, tốc độ RAM ROM là 4 nhân. Đó. Cũng ok, nói chung là chúng ta học online là thoải mái rồi đúng không? À. Chết dở cái này nó nhảy vào quảng cáo. Đó. Một phút quảng cáo với Shopee nhỉ. Ta đi cho nhanh đây nha. Thì màn hình là độ phân giải màn hình ở trên cái này nó ghi là 6,29 inch, thì do là do trên cái phần mềm nó nhận dạng thôi đó, chứ còn như là sản xuất ấy, thì đây là cái màn hình 10 inch mà nó to như này cơ mà, chứ đâu phải bé vậy đâu đúng không? Nhưng mà độ phân giải 800x280 này, mà độ đảnh 239 dpi, nói chung là cũng khá là ok. RAM là 2 GB đó. Thì hiện tại bây giờ em chạy rất là nhiều, sử dụng nó còn trống còn có khoảng 500 MB thôi, nhưng cũng khá là ok, khá là mượt. Bộ trong thì em nó cài số phần mềm vẫn còn khoảng 10 GB nữa. Đấy, để cho sử dụng nhá. Đây, hệ thống Android 9 đây này. Nếu mà các bác nào lấy con Tab 4G này này, thì nó sẽ là Android 10 nhá. Android 10 thì còn hỗ trợ lâu dài nữa cơ. Mà cái phần mềm online bây giờ hiện tại thì hỗ trợ Android 5 trở lên, mà đây là Android 9 rồi đúng không? Đây, dung lượng pin này. Đó. À, hiện tại là còn khá đầy, ở đây không báo dung lượng cụ thể nhưng dung lượng pin là 5.000 nhé. Đó. Nói chung là rất là đủ. Phím home ấn đây, đa nhiệm thì vuốt từ dưới lên như smartphone đời mới thôi. Đó, thì ấn đây. Đây thì thoát đa nhiệm vào được. Đó.
Rất đơn giản thôi, sản phẩm này học online là quá tuyệt vời, bởi vì là hiện tại bây giờ bắt buộc các cháu bắt buộc là phải học online rồi. Chứ dịch thế này thì gần như là các nhà trường không thể tập trung trực tiếp được. Thế nên là nếu mà tình hình dịch phức tạp thì không điều không ai muốn cả, mà thời gian sau thì chúng ta phải học online thì các bác nên mua cho các bạn nào mà có điều kiện mà không cần không có nhiều ấy. Có nhiều thì khách hàng của em, nhiều khách hàng có điều kiện thì mua iPad và các thứ đắt tiền, hoặc là mua cho cháu một chiếc laptop. Còn nếu mà không có điều kiện thì chúng ta cũng có thể mua một chiếc máy này giá hơn 2 triệu thôi thì dùng thoải mái rồi đúng không? Hoặc là nhà mình có đông cháu chẳng hạn thì không thể là một cháu mua được nhiều được, đông cháu và nhiều cháu ấy thì có thể mua mỗi cháu một chiếc như này, tầm hơn 2 triệu là học online thoải mái rồi. Đó đơn giản sản phẩm này như vậy, em giới thiệu qua như vậy thôi. Nếu mà mua các bác có thể qua trực tiếp bên em là 170 Lạch Tray Hải Phòng, hoặc điện thoại số điện thoại là 02562779. Còn đặt hàng thì bác vào website mm.vn đặt hàng nhé, hoặc là Facebook là mm.vn luôn thì nó ship toàn quốc, sẽ được toàn quốc sản phẩm này cho các bác. Cái này thì bảo hành toàn quốc là các bác hoàn toàn yên tâm, như sản phẩm các bác mua thì dây động ấy. Đó thì như vậy thôi, các bác xem clip này thấy hay thì chia sẻ mọi người cùng xem và cho em một like nhá. Nhớ subscribe kênh YouTube để ủng hộ em. Các bác xem clip, chào tạm biệt.